đây đây đàn cả con, đây 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 đấy, đàn cả con với hai con cả mẹ. Lại đây chào, lại đây chào, lại đây chào, chào to lên đã, từ từ lại chào to lên. Đi nha các bạn, hôm nay mình đi xem cá, hôm đi xem cá các bạn ơi, đi xem cá ở các bạn ơi, à cái cầu màu đỏ đấy các bạn ơi, đây là cái cầu màu đỏ cầu màu đỏ các bạn ạ. Đấy, cô Thóc đang giới thiệu cho các bạn là xem cái cầu màu đỏ, cái cầu màu đỏ đấy các bạn ạ. Ừ, con chó. Con chó bé tí đấy, con sợ chó bé tí các bạn ạ. Con Thóc sợ chó bé tí đấy. Ôi, Thóc ơi, có một con cá bị tử vong. Đây, cá bị tử vong này. Đây này, nó vừa nổi lên nó ăn rau. Đây, chỗ này đang nổi lên ăn rau này. Đây. Thấy chưa? Đang nổi lên ăn rau đấy. Nó thấy mình nó sợ quá sao nó không nổi lên nữa. Đây này. Đang nổi lên này đấy. Đấy, nhảy lên đấy, nó nhảy vừa nhảy lên xong. Ui, một đàn cá con thôi. Đây này. Đấy, đây này. Nhìn chưa, đàn cá con này, đấy, xem nhiều chưa. Đấy xíu này, ui, đầy này, ui, đầy này, đây, xong rồi, ui. Đây, đàn cá con, đây. Đấy, đàn cá con với hai con cá mẹ đang bơi kìa. Đấy xíu. Nhiều chưa? Ui, nhiều thế. Đúng rồi đấy. Có một con cá tử vong các bạn ạ. Có một con bị tử vong rồi. Chắc là bị đói quá. Nhiều chưa? Ui, nhiều thế. Chợ mùa đông á. Nó đi ra chỗ man mát kia xem có nào thôi. Đằng này không có rồi. Này chưa, không có con cá nào. Ý ra là chỗ đằng cây nhiều kia rồi thôi. Đấy, cây đằng nhiều kia. Đó, cái cây đằng kia mà, cây đằng nhiều kia mà. Cây to trùm trùm kia mà. Ơi, cái đây này, cây này này. Con này đưa con từ từ luôn nào, trong chậm bình tĩnh thôi, đi sát đây. Ngã đây sao? Đấy, ra cây xem có nào.
không có năm cây thì không có rồi. Ui làm chim đấy nhỉ, ui làm chim đấy, làm chim quá, ui làm chim nhá, ui ui con chim này các bạn ơi, con chim này, con chim, con chim, con chim, ui mấy con chim liền, ui đấy, ui đấy nó bay sang kia rồi, nó bay sang này thôi. Cá đấy không có rồi. Ừ, cái này bị đổ mất rồi. Cây bị đổ mất rồi. Đằng này không có cá rồi, đi thôi, đi sang này là thôi. Đằng này không có cá rồi. Ui một chim bay, ui một chim bay kìa, ui chim bay kìa, ui ui nhiều chim đấy, ui không có cá trong này đâu. À, con cá bị tử vong. Con cá bị tử vong đằng này. Con cá bị tử vong đằng kia mà, đằng này mà, đây mà. Đằng kia mà, đằng kia mà, tít đằng kia mà. Ui ui con cá. Ui một con cá. Cái gió một con cá. Ừ, con cá. Ui con cá các bạn ạ. Cá các bạn ạ. Ừ. Có một con cá đấy. Đi vào bên trong chứ, đi vào bên trong chứ. Đi sát, lùi vào trong con ơi, đi sát quá. Con cá tử vong đây này, con cá tử vong trên này đây. Đây cá tử vong đây. Nhìn chưa cá tử vong chưa? Ủa đàn cá ấy. Ui cá nhảy, nó nhảy lên. Nhiều nhỉ? Nhiều thế. Bẩn thỉu chưa? Cái này bẩn thỉu quá. Đi xa một tí thôi. Thật là bẩn thỉu. Ui ấy, con cá đấy. Con cá vừa nổi lên thì ấy à. Ôi giời ơi. Mình phải đi kiếm chỗ nào mát để ngồi tí đi. Còn khát nước, còn khát nước. Nó vừa dính chửi ấy tay xuống cái nền kia. À đi 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 kiếm chỗ nào mát để ngồi đi, khát nước quá con ạ. Đi mua nước uống đi. Đi sang trong này đi. Hả? Con cũng vậy. Con cũng vậy à, con bị khát nước à? Chúng ta phải đi uống nước thôi các bạn ạ. Khát nước quá. Đây rồi, có một cửa hàng nước đây rồi. Cửa hàng nước A2 đây rồi.
Đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây? Hả? Đây cửa hàng nước Aha đây. Đây là nước lạnh đây rồi, nước lạnh đây rồi Thông ơi. Không. Đi ra ngoài ngoan đi. Đây rồi, nước lạnh đây rồi. Nước lạnh, nước lạnh. Thanh toán với. 25.000. Tiền đâu đưa đưa với đây. Thanh toán rồi, thanh toán đây mà. Cái đấy không còn phải quét mã đâu. Đây thanh toán đây, mẹ thanh toán kìa, đấy mẹ thanh toán kìa. Trả tiền rồi, đi thôi. Đi ra chỗ nào mát ngồi cái nào. Hả, đằng nào? Đằng nào, đằng đấy làm gì có chỗ nữa đâu, cũng hay ghế hết rồi. Đằng này này. Đang kia nào cho đằng hết chỗ rồi. À, xem cá đây, ngồi nghỉ tí để cho nó mát xong xem cá tiếp. Thế đằng kia đầy ghế kìa, mát kìa. Hết ghế rồi. Đây đây đây, đằng này Thông ơi. Đây đây, bên này. Hết ghế rồi.